Thưa quý vị, khi mà hôm nay là quý vị được gặp nhạc sĩ Y Vũ, là tác giả của rất nhiều ca khúc, mà tiêu biểu nhất là những bài mà đình đám nhất của ông là từ bài Tôi đem đưa em sang sông. Và theo sau trong suốt một cái thập niên 60, ông dùng 3 bài hát mà rất nhiều người thích, mà đặc biệt bài nào có tên title có một chữ à, đó là bài Kim, bài Điên và bài Hận. Thì trước khi chúng ta, tôi sẽ thưa chuyện với quý vị và hầu chuyện nhạc sĩ ở đây, thì tôi có cũng là nhân dịp để hỏi chị Trịnh Hương là cái duyên cơ nào mà để mà chị gặp gỡ và quen biết được với nhạc sĩ Y Vũ, hay là do chị thích nghe nhạc của tác giả rồi chị gặp gỡ và mời tác giả phổ nhạc cho mình từ thơ? Dạ, đương nhiên là phải là thích chứ, là phải là thích nhạc của nhạc sĩ Y Vũ. Tôi là rất là tín đồ của những ca khúc mà có tựa đề một chữ của nhạc sĩ. Tôi rất là thích cái bài Điên. Bài Điên. À, Điên à? Thì không biết là cái này, chưa thưa chú. Cái bài Điên chú biết là vào khoảng ngày những năm 64, 65. Cuối thẩm quyền xong rồi. À, là, vậy là 68, 69 nó biết à? Vậy thì tính đến nay là cũng mấy chục năm chứ nhỉ? Vậy cái thời Điên của cái tầm tuổi ở đó mà tam thập nhị lập và tuổi 30 bây giờ chứ nó có khác nhiều không chú? Nếu mà so với bây giờ thì già là còn điên cái gì, điên cái lập cái gì, chắc xuống lỗ còn điên hơn. Nhưng mà hồi tuổi trẻ thì còn sơn. Vậy giờ hôm nay sẵn ở đây á, chú có thể, không phải là chỉ một mình chị Hương thích bài Điên của chú đâu, mà ngay cả nhiều ca sĩ trình bày cũng từ bài của chú mà đưa tên tuổi của họ trở thành những cánh chim mà tung trên bầu trời tân nhạc. Và bản thân của cháu cũng là một người rất là thích, mà cháu thích nhất là bài Hận với là bài Điên. Thì chú có thể chia sẻ một chút xíu cái bài Điên đó, chú viết nó trong cái bối cảnh đó làm sao? Kính thưa quý vị và MC Duy Trường này, cái thời trẻ thì tôi cũng trải qua rất nhiều mối tình, mà có những mối tình đã làm cho mình tự nhiên đêm về hay là nhớ thương, cảm thấy mình như là một cá điên dại. Có nhiều đêm mà đi lang thang ngoài đường sau khi nhập, đầu óc nó mông lung. Bởi vì sao? Cái hình ảnh nó luôn luôn ngự trị trong trái tim của mình và làm cho mình tâm tư nó bấn loạn. Nhưng mà sau đó về là tôi có những lúc tỉnh, tôi nghĩ lại và tôi biết cảm xúc là biết thành bài Điên. Thì thưa quý vị, nếu tình yêu, người ta là yêu là cho đi mà không cần nhận lại. Mà chính vì cho nhiều quá nó không còn gì để mà giữ, đôi lúc người ta không còn giữ được chính mình, ngay cả đến cái tâm trạng của mình cũng không giữ được. Cái bài Điên này có hai những câu hay nè: điên trong đam mê hay là gì đó, điên trong cuộc đời. À, hay là điên trong cuộc đời đó, vì ta điên nên người quên, vì ta điên nên người ta bỏ bỏ đời ta đó nè, bỏ đời ta đó. Thế quý vị thấy không? Là khi mà yêu đến giai đoạn mà người ta không còn tự chủ được, mà điên vì yêu, để không còn tự chủ được cái tư tưởng của mình nữa, thì đó mới thật sự là một tình yêu. Còn nếu mà giả sử như một tình yêu mà còn cảm thấy là còn cân đo đong đếm, chị Hương nhỉ? Dạ. Thì mình nghĩ có lẽ là cũng chưa yêu lắm đâu. Thì thưa quý vị, hôm nay sẵn có nghe chú Y Vũ chia sẻ lại những tình cảm đó, thì biết đâu cũng là một cái cuộc tình của ai đó trong mỗi chúng ta. Thì tôi mời quý vị thưởng thức lại nhạc phẩm Điên của tác giả Y Vũ, đã được chú Y Vũ cho phép để biểu diễn trong đêm nhạc. Thì cậu Y Vũ hôm nay sẽ thể hiện có một tiếng hát, đó chính là một chàng trai, anh cũng vừa bắt đầu trở về Việt Nam sau một chuyến đi lưu diễn tại Âu Châu, tại Pháp. Thưa quý vị, cùng tôi chào đón nam ca sĩ Quang Thắng. Trong đam mê hay
là điên trong cuộc đời, điên trong hôn mê hay là điên trong tình người, điên trong mắt lệ đỏ rơi, điên trong khóc hận tình ơi, điên nào cho những xót xa vội nguôi, điên trong mê ly nên chẳng hay ta là gì, điên trong cô đơn ta chẳng nghe ta giận hơn, điên cho những giọt sầu buông, điên trong gió bụi màn sương, điên nào cho hết câu ca tình buồn. Bởi ta điên nên người đi, bởi ta điên nên người quên, bởi ta điên nên người ta bỏ ta mất rồi. Bởi ta điên nên biệt ly, người hay đi đã vội đi, bởi ta điên nên người ta bỏ đời ta đó. Tình ta đã ngủ vui, ta điên mới chẳng cần ai, ta điên nên mặc ngày mai, ta còn điên mãi, điên trong miệt mặc